mừng kính chào khán giả của người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 2 tháng 6 năm 2022. Và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến phần tin là Hoa Kỳ và Đài Loan khởi sự thảo luận thương mại bất kể Trung Quốc phản đối. Mỹ và Đài Loan hôm thứ tư ngày 1 tháng 6 đã khởi sự cuộc thảo luận nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước bất kể sự phản đối của Trung Quốc. Theo bản tin của hãng thông tấn AFP thì cuộc thảo luận nằm trong khuôn khổ có nỗ lực tên là Thương mại Mỹ Đài Loan thế kỷ 21 diễn ra sau khi Tổng thống Joe Biden Loan báo thỏa thuận thương mại với 12 quốc gia ở um, Á Châu nhưng không có Đài Loan. Cũng như những thỏa thuận vừa qua, cuộc nói chuyện với Đài Loan sẽ không bao gồm mức thuế quan hay là mở cửa thị trường vốn là những điều cần có sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ theo các chế chức từ tòa Bạch Ốc. Đại diện thương mại Hoa Kỳ là bà Catherine Tai cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng cả hai sẽ thảo luận để đưa ra những lộ trình thương thảo nhằm đạt thỏa thuận có ý nghĩa về mặt kinh tế trong thời gian sắp tới. Dù mục tiêu của cuộc thảo luận chỉ có giới hạn, một điều mà các chế chức cao cấp Hoa Kỳ nói rằng để tuân hành những quy luật bức thành văn về mối quan hệ không chính thức với Đài Loan và điều này chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh giận dữ và Trung Quốc luôn đã kích mọi hành động của Mỹ bị coi là đối xử với Đài Loan như một quốc gia độc lập. Hôm thứ hai, Trung Quốc điều động khoảng 30 phi cơ quân sự hay à, bay sát bán đảo Đài Loan và sau đó giải thích là có sự thao dược nhằm ngăn ngừa sự đồng lỏa giữa chính quyền Đài Loan và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cũng cáo buộc rằng Trung Quốc đang ngày càng có nhiều hành động khiêu khích hơn. Trong khi đó, thì nổ súng tại Bệnh viện Oklahoma ít nhất là 4 người chết. Ít nhất là có 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ súng tại Bệnh viện Tulsa, Oklahoma hôm thứ Tư ngày 1 tháng 6. Cảnh sát loan báo theo ABC News. Cảnh sát nhận được tin báo của người cầm súng trường đi bộ gần tòa nhà là Natalie của San Francis Hospital không lâu trước 5 giờ chiều. Khi đến nơi, cảnh sát cho hay là một vụ bắn súng diễn ra. Đại ý Richard Malenberg của TPD cho biết. Khi tiến vào tòa nhà này, cảnh sát tìm thấy nhiều người bị bắn trong một khu vực trên tầng 2. Cảnh sát cho hay là nạn nhân có thể bao gồm cả nhân viên lẫn bệnh nhân, theo cảnh sát. Và cái thú vị một trong số những nạn nhân thiệt mạng sau khi rời khỏi hiện trường cũng đã để cố gắng đi đến bệnh viện. Theo ông Molenberg, đến tối ngày thứ sáu vẫn chưa rõ là có bao nhiêu người khác bị thương, mặc dù ông Molenberg cho rằng là dưới 10 người. Kẻ nổ súng thiệt mạng có lẽ, có lẽ là do tự bắn trúng anh ta. Ông Eric Danles, là giới chức thành phố Tulsa cũng cho biết trong buổi họp báo, cảnh sát cũng đang cố gắng xác định danh tánh nghi can nổ súng và họ cho rằng anh ta khoảng từ 35 đến 40 tuổi và theo thông tin nhận được thì dường như là nghi can bắn cả hai khẩu súng đến tối ngày thứ tư vẫn chưa rõ là nghi can có nhắm bắn ai đó cụ thể hay không. Và cảnh sát cũng loan báo là họ lục soát từng phòng trong bệnh viện năm tầng này để bảo đảm an toàn. Và cảnh sát cũng cho hay là họ cũng đang điều tra mối đe dọa đánh bom, có lẽ liên hệ với nghi can nổ súng ở tại Tulsa. Giới chức di tản căn nhà ở tại là Muscogee, Oklahoma, cách Tulsa về 50 dặm hướng đông. Sau khi nhận được tin báo nghi can, có lẽ để lại một quả bom trong nhà này, ông Johnny Tenhi là cảnh sát trưởng của Muskogee loan báo vào hôm thứ Tư. Nhóm phá bom được điều đến hiện trường và cảnh sát đang xin giấy phép lục soát căn nhà này. Liên quan đến phần tin khác thì Tesla hồi phục um, sản xuất tại Thượng Hải và đạt mức là 70% so với trước khi đóng cửa. Nhà máy teo, um, Tesla tại Thượng Hải đã phục hồi với lượng sản xuất hàng tuần đạt gần 70% trước khi đóng cửa do dịch bệnh COVID-19 theo bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay theo hai nguồn tin ẩn danh thì có thể hiểu là sự việc này là sau khi bổ sung thêm một ca làm việc vào tuần trước, hãng xe sẽ tiếp tục gia tăng sản lượng. Việc phục hồi sản lượng tại nhà máy là Gigafactory 3 ở Thượng Hải sau 22 ngày đóng cửa là một thách thức lớn cho hãng Tesla kể từ khi chính phủ ra lệnh phong tỏa toàn thành phố ngay cả khi được chính quyền địa phương hỗ trợ, Tesla vẫn gặp nhiều trở ngại và phải trì hoãn hoạt động sản xuất do thiếu hụt nhân lực và vấn đề trong chuỗi cung ứng phụ tùng xe. Và theo dữ liệu của Hiệp hội Xe hơi Trung Quốc CPCA, thì sau khi mở cửa trở lại vào ngày 19 tháng 4, nhà máy của Tesla chỉ sản xuất là khoảng 10.527 xe và bán được 1.512 chiếc trong mức doanh thu thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Kể từ thứ tư tuần này, chính quyền thành phố Thượng Hải cũng sẽ loại bỏ một số những điều kiện để doanh nghiệp có thể được phép hoạt động trở lại, bước đầu để dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài gần 2 tháng nay, theo giới chức địa phương hôm Chủ nhật tuần trước. Trong khi đó, thì Việt Kiều Mỹ bị buộc trả gần 3 triệu Mỹ Kim tiền hứa thưởng đòi lại nhà bị cướp. Hôm 31 tháng 5, thì tòa, tòa án của Sài Gòn đã buộc những người thừa kế của hai mẹ con Việt Kiều Mỹ phải thực hiện những hợp đồng hứa thưởng đã ký với nguyên đơn 15 năm trước trong vụ đòi lại căn nhà bị chính quyền cướp. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên chấp thuận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Đình Thịnh, 48 tuổi, lục gia, buộc những người thừa kế quyền và nghĩa vụ của bị đơn Vương Thị Khanh cùng con trai Nguyễn Đắc Quang, Việt Kiều Mỹ đều đã chết và trả số tiền là 68 tỷ đồng, tức là khoảng à, gần 3 triệu Mỹ Kim à, đã hứa thưởng và báo tiêu trẻ dẫn hồ sơ của vụ án cho hay căn nhà số 446, 448 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 thuộc sở hữu của hai vợ chồng ông Nguyễn Đắc Kha và bà Vương Thị Khanh. Năm 80, vợ chồng của bà Khanh ký giấy ủy quyền cho ông Phan Bình và quản lý và sử dụng nhà đất. Giấy ủy quyền này được cơ quan hữu trách đã chấp thuận vào năm 81. Năm 82 thì vợ chồng bà Khanh xuất cảnh sang Hoa Kỳ sinh sống. Đến năm 99 thì Ủy ban thành phố Sài Gòn đã ký quyết định tịch thu căn nhà của vợ chồng bà Khanh với lý do là thuộc diện nhà vắng chủ. Năm 2007, bà Khanh và con trai là ông Nguyễn Đắc Quang từ Mỹ về Việt Nam gặp và ký kết hợp đồng ủy quyền cho ông Đặng Đình Thịnh thay mặt mình thực hiện các thủ tục để đòi lại căn nhà. Hai bên làm thỏa thuận hứa thưởng cho ông Thịnh là 30% tổng giá trị căn nhà nếu mà đòi được. Sau thời gian khiếu nại, năm 2011, Bộ Xây dựng ký quyết định đồng ý trả lại căn nhà rêm cho gia đình bà Khanh. Tuy nhiên, thì bà Khanh và ông Quang không thực hiện thỏa thuận hứa thưởng nên ông Thịnh làm đơn kiện ra tòa. Trong khi đó, thì ông Khanh đã nhận tiền cọc bán căn nhà trên cùng lúc cho hai người. Và đầu năm 2015, thì xử sơ thẩm lần thứ nhất, tòa án Sài Gòn xác định giá trị căn nhà trên là 156 tỷ đồng, tức là khoảng trên 6 triệu Mỹ Kim, đồng thời cũng công nhận hợp đồng hứa thưởng giữa nguyên đơn và bị đơn, buộc mẹ con bà Khanh phải trả cho ông Thịnh số tiền là gần 55 tỷ đồng, tương đương đương là 35% trị giá căn nhà này. Và trong lúc giải quyết thì vụ án này phát sinh thêm nhiều những quan hệ tranh chấp khác và cũng được tòa giải quyết xong cấp phúc thẩm tuyên hủy và tách các quan hệ tranh chấp thành vụ án khác. Năm 2017, tòa án tối cao sự giám đốc thẩm tuyên hủy cả hai bản án trên vì cho rằng là vi phạm tố tụng và giải quyết những quá trình chưa bảo đảm được quyền lợi của các bên liên quan. Liên quan đến phần tin khác thì chán chức điều chuyển đội phó công an Bình Dương đánh phụ nữ. Hôm 1 tháng 6 thì ban giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã quyết định là cách chức và điều chuyển công tác cho đại úy là Trần Xuân Phương, đội phó thuộc phòng cảnh sát quản lý về mặt hành chính trật tự xã hội công an tỉnh do đánh phụ nữ. Báo pháp luật Sài Gòn cũng dẫn lời đại tá Ngô Xuân Phú là phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua xác minh, đại úy Phương được xác định là có liên quan trực tiếp đến vụ việc xô xát vi phạm quy định của ngành Ông Phương cũng thừa nhận là hành vi không chuẩn mực của mình và đến nhà xin lỗi nạn nhân. Trước đó, các báo Việt Nam hôm 12 tháng 4 dẫn tin từ trang Facebook Nguyễn Tiền được cho là của bà MTAH ở thành phố Thuận An. Và nạn nhân bị bị úy Phương hành hung đăng một đoạn video clip ghi lại sự việc và kêu cứu. Và theo báo Vietnamnet, bà H cũng cho biết khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 4, gia đình của bà đi xe hơi vào đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, huyện Thuận An để về nhà. Khi vừa vào hẻm được 100 mét thì bị một số xe hơi đậu chắn lối đi không thể vào bên trong. Lúc này thì bà đi tìm chủ xe nhờ dời đi để vào bên trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiếc ở trong hẻm bước ra cửa cải, không đồng ý nhường đường và thách thức bà, và sau một lúc cự cải thì nhóm này lao vào hành hung bà H và dùng tay đánh vào đầu bà. Một số người hàng xóm chạy lại ngăn can thì cũng bị nhóm này tấn công nên phải bỏ chạy. Trong đoạn video clip ghi lại sự việc trên có thêm người đánh bà H tên là Phương, công tác tại phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội, công an tỉnh Bình Dương và trong số người đánh bà thì ông Phương được ghi nhận là người tấn công nạn nhân nhiều nhất và cũng là người đậu xe hơi chắn lỗi đi toàn bộ sự việc được camera an ninh của xe hơi bà H ghi lại đã giao nộp cho nhà chức trách thế nhưng các báo Việt Nam hôm 12 tháng 4 đã không nêu danh tính ông Phương và chỉ viết tắt tên một giới chức công an tỉnh Bình Dương trong khi đó thì một tù nhân manh động nguy hiểm bị bắt sau lần vượt ngục thứ ba sau một ngày trốn khỏi trại giam quân đội là T-974, tù nhân triệu quân sự 31 tuổi đã bị công an bắt vào chiều ngày 1 tháng 6 vừa qua sau khi đi bộ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Yên Dương, huyện Hà Trung cách nhà tù hơn 30 cây số. Ông sự quân nhân khu quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên đang thụ án chung thân về các tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, được công luận biết đến qua hai lần vượt ngục trước đó vào năm 2015-2020 sau đó đều bị bắt lại Theo báo Việt, uh, VM Express hôm 1 tháng 6 lúc bị bắt, ông Sự được mô tả là khá bình thản và nhiều lúc tươi cười Báo Dân cũng chưa biết thêm lực lượng công an quân sự và dân quân tự vệ địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam truy bắt ông Sự Trước đó đêm 31 tháng 5 trong thông báo truy bắt ông Sự Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo rằng ông này rất manh động và nguy hiểm do vậy nếu người dân phát hiện tù nhân này thì không chủ động tiếp cận mà báo ngay cho nhà chức trách Cảm ơn quý vị theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp